Hôm nay mình tiếp tục dẫn anh em đi sang có cháu anh em à. Trời, mặt trời lên gần đỉnh rồi, nắng khít. Và cái địa hình ở đây thì chỉ có đi giờ này mới được thôi. Bình thường thì mình sẽ đi sáng sớm, nhưng mà cái địa hình ở đây thì cũng nắm thông tin rồi, là giờ này nó nổi gió lên, bèo nó mới tấp ra mới cào được. Và ra ngay thì ở đây thì gặp cái bài, có một bà cháu nó đang quằn ở cái gấp chỗ con bò đó này. Bài khá là lớn, có những ngày bốp lại đi nứt này, hết thở này. Thật tốt, tốt thôi. Không phải. Tốt phục anh. Lớn á. Để bấm thiền ba lên ra ngủ anh vô anh. Dễ hơn. Lại đi, lại lại nghe đã xuống. Lại đi luôn, lại xuống. Ra ra cái kia nha. Con cá, con cá. Ra tụi biết mọi người. Ê, có trâu phô chị kêu đi cứu hộ hay? Anh em thỏ gần thỏ hết đi. Có đội cứu hộ sẵn rồi. Cái lúc nãy mình ra mở hàng thì mình sải một con bằng bốp rồi. Không phải là sải mà nó tấp không trúng mồi nữa mà có rất là to. Bây giờ mình đổi luôn mồi với nhau luôn. Cái con này là con Puma 50X. Mình bỏ lưỡi đơn vô để hạn chế sải. Nhốt 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 nhốt. Cái bầy cá mà sát ở đây anh em này, nó bẻ màu rồi, nó chỉ ăn mồi bốp vài nhát đó thôi. Anh ruồng cũng sải một con bốp, còn lại mồi chi nó cũng không ăn hết. Nhưng mà bây giờ giữa thấy cá thở khá là nhiều. Bây giờ mình nhổ neo này, mình hướng bên cái cặp cào bên kia mình đi. Rồi mình neo luôn bên đó luôn, tại vì gió nó thổi về bên này, nếu không neo là thuyền sẽ trâu rất khó là đánh. Thỏ đi, thỏ đi, thỏ ra đi. Giảm cảm xúc. Có cá rồi này bà, có cá rồi. Anh đừng kéo mạnh quá. Rồi. Thả lưỡi đi, thả lưỡi con đó đi. Lưỡi con mòi. Có loại bút không đến mình nào không đem hà thiệt. Sớm. Còn nó to lắm. Con này hơn tí. Không có gì. Giờ tiền đi ra luôn.
Xóa chọn chả rồi, không chọn vô ghe. Vô ghe thấy mình mới chả. Ừ. Chờ xuống dớt đi, dớt đi, dớt, dớt cho xuống dớt đi sợ. Oh my god, khiếp luôn. Yes. Oh my. Gầy mãi đâu. Toàn lên đây bơ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Khiếp. To quá kìa bà cái. Bà cái mà không cầm được, bà không hút được. Với là hắn rã là ừ. Khoảng nước mặn quá kìa. Có vẻ bây giờ là mình bắt được tín hiệu của bầy cá rồi anh em ơi. Cá này thích ăn cốp. Rất nhiều cá mà chỉ cần nổi nổi trâu trên mặt nước thôi là nó đã dí nó táp rồi. Trời ơi, tìm ra lời giải đáp rồi. Bây giờ mình bơi lên ở giữa chỗ này, nó có cái tre của người ta làm lưới làm lờ dưới đây nè, cố định. Bây giờ là cầu ghe cố định vô đây luôn và mình thả mình trôi, mình thả ghe trôi lắc qua lắc lại tự do để mình đánh khúc này. Có ở đây mà chỉ cần đánh bốp là chắc chắn nó sẽ ăn. Mấy con trai dây điện to hơn dưới này. Sao lắm. Có tiếng nhỏ tranh thì tỏi. Đúng chưa? Đỏ chưa nè. Đỏ. Vô. To 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 to. To 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 này. Rút nhanh, rút nhanh, rút nhanh. Yeah, trời ơi. Đỏ chưa? Phi lên. Cái nhã từ cái nhã cách con mồi có nửa mấy gió trị quá phê luôn em ơi. Gió trị xuống sót cái bèo đi được không lỡ đạo. Đụng lưỡi không chứ không sát lưỡi được. Rồi, rồi. Trừ là phải trách như không. Nhà của khai, nhà của khai. Rồi. Giật nhanh nhanh, nhanh luôn. Nhả này là giật luôn. Rồi. Wow. Mà không vô lưỡi. Bọn cũng không tao rồi quá. Ê, đục mà chạy chẳng hết là đục mà. Vậy đây, cà đây để ra nghĩa nha. Mở hả? Mở.
À. lấy mở lưng được không chứ Hữu Quân á, bên Quân có mở lưng cỡ 50 á. Rồi quý. Thì cứ thử thôi chứ đơn giản. Bấm trước con tiện ngang cỡ này mà bấm thì kịp có thì em thỏa đạt sẽ lấy được. Ừ, có chỗ mà thỏa tam rồi đã. Mà anh có vô này giấy tục tục kinh nhiệt lắm. Công của anh tục rước rồi. Chuyện mộng to lắm. Công này rước mà cũng đồ máy nhót mới vô mà. Ma là hồi nãy bà tốt là bà bố này phải chìm. À, nó có giấy theo bà giấy bà tốt tiếp. Lẫn tốt nó mới đục lại. Được nè, con nó được nè. Cái con rồi không quay lên đây có quay được không? Được, thấy. Con nó nhìn đưa cũng nó thì không được. Đó, rồi nó có đi dọn. Hãy xuống đi, hãy xuống được cho nhà nè. Mà dùng cái mốt chạp phải ông lên tành như cúng trúng rồi này mà trúng ngủ rồi này mà trúng ngủ rồi giò trúng đè rồi trước kìa qua luôn gác đi luôn nga cái đường mì ăn sáng rồi cả hơi đồng mấy tới không luôn cũng luôn đường nữa luôn. Ó, bảo y đó mà. Cái xương rỉa đó, thân xương trên trời. Đây, đó, đó, nãy mình nuôi là nuôi hơn nữa. Còn tốt kinh à. Không biết con nhỏ với vú nương tốt là trời đó nó cây phải chối trời không to. Hả? To to to. Thằng đứng đại quấn đại đi. Không đại.
thối. Chưa vô lũi mét rồi. Con nó vô, vô mà nè. Ở lát màu cái này. Cái này tặc liền đó ta. Bây giờ trời bắt đầu mưa rồi. Mình dừng chuyến ca tại đây nên hôm nay đi cao cũng quá là phê rồi. Quá là tuyệt vời. Cá toàn ăn tốt mà toàn cá đẹp. Hôm nay đi là đúng là giá trị luôn, sáng ra tưởng không ra chị nhưng mà cuối cùng là vẫn gỡ lại, gỡ gạt lại được những cái pha. Thì hôm nay đúng là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Đây. Mình sâu cho anh em số cá hôm nay, hình như hôm nay 8 chuyến con gì đó. Và hôm nay ra được có là sẽ quen biết được cái đặc tính của cái bãi này, sau này sẽ ra cao phải nói là tuyệt vời ha. Lâu quá lên luôn anh, lâu lên chụp hình luôn. Trời ơi, tuyệt vời anh em ơi. Bắt lên, bắt lên chụp hình luôn, lên ga lên chỗ đẹp. Thôi bây giờ phải rút lui thôi anh em, quá phê rồi. Lui thôi anh em. Hẹn mai mốt gì ra chiến tiếp. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái vlog lần sau. Và mình là Dương Quốc Việt, còn đây là Rồng Nguyễn.